Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, bàn về thời kỳ Tam Quốc, có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ cảm thấy thương xót cho số mệnh của một người, đó là một trong những võ tướng nổi tiếng nhất của Thục Hán, Triệu Vân. Mặc dù được góp mặt trong ngũ hổ tướng, nhưng cái danh hiệu này cũng chỉ là hư danh. Triệu Vân là một tướng giỏi, nhưng suốt mấy chục năm trời, ông lại không được Lưu Bị trọng dụng. Thế nhưng trước khi Lưu Bị qua đời, lại dặn dò Triệu Vân phải để ý Giả Cát Lượng. Triệu Vân lúc này mới hiểu được Trần Tướng. Vậy rốt cuộc vì sao đến giây phút cuối đời Lưu Bị lại căn dặn Triệu Vân như vậy? Quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Quan hệ vua tôi giữa Lưu Bị và Giả Cát Lượng luôn là thứ quan hệ được trí thức nhiều thế hệ tôn sùng. Giả Cát Lượng hết sức trung thành với Lưu Bị. Lưu Bị tin tưởng Giả Cát Lượng vô điều kiện, đó chính là thứ mà văn nhân trí thức luôn tìm kiếm. Thế nhưng trong lịch sử, chẳng có mối quan hệ vô tôi nào được như Lưu Bị và Giả Cát Lượng, vì thế nó mới trở thành câu chuyện được người đời hoài niệm. Từ thời điểm Giả Cát Lượng rời Liêu Tranh đi theo Lưu Bị, cho tới khi Lưu Bị phó thác con côi ở thành Bạch Đế, quan hệ giữa họ đều vô cùng khăng khít. Chuyện phó thác con tại thành Bạch Đế cũng trở thành một điển cố đẹp được người ta say sưa kể lại. Cùng với việc nghiên cứu lịch sử, có người nêu ra quan điểm, đây thực chất là phép thử của Lưu Bị dành cho Giả Cát Lượng. Nếu như Giả Cát Lượng có ý định vượt quá phận bề tôi, Lưu Bị sẽ thẳng tay giết chết ông ngay. Trước lúc lâm chung, Lưu Bị đã nói với Giả Cát Lượng, nếu như Lưu Thiện không làm nổi hoàng đế, nhà ngươi hãy làm thay nó. Giả Cát Lượng nghe xong thì liên tục khước từ, bày tỏ lòng trung thành của mình với chính quyền Thục Hán. Cho dù lời này của Lưu Bị là thật hay giả, thì lựa chọn của Giả Cát Lượng cũng chỉ có một mà thôi, không thể nào khác được. Ngoài phó thác con côi cho Giả Cát Lượng, Lưu Bị cũng dặn dò Triệu Vân vài lời. Địa vị của Triệu Vân khi đó vô cùng đặc biệt. Ông không phải tướng quân cầm quân đánh trận, cũng không phải tướng quân trấn giữ một phương, mà là một người phụ trách công việc đảm bảo an toàn. Triệu Vân giống như Hứa Trừ bên cạnh Tào Tháo là một hộ vệ. Người Triệu Vân bảo vệ lúc này không phải Lưu Bị nữa mà là Lưu Thiện. Lưu Thiện là con trai của Lưu Bị, sẽ là người thừa kế Thục Hán thay ông, địa vị thân phận vô cùng cao quý, cần phải có người bảo vệ. Trong số đông đảo các võ tướng của Thục Hán, chỉ có Triệu Vân đảm đương nổi việc này. Triệu Vân tới trước giường Lưu Bị đã dặn dò Triệu Vân rằng phải bảo vệ tốt cho Lưu Thiện, sự an nguy của hậu chủ gắn chặt với người. Lưu Bị cố hết sức để ám thị, ra hiệu nhưng Triệu Vân lại không hiểu ý của quân chủ họ Lưu. Bản thân Triệu Vân luôn nghĩ ông chỉ cần bảo vệ tốt cho Lưu Thiện như mọi khi là được rồi. Trong khi đó, Giả Cát Lượng đứng một bên nghe mà mồ hôi túa ra ròng ròng. Trong ý tứ của Lưu Bị, việc yêu cầu Triệu Vân bảo vệ tốt cho Lưu Thiện chẳng phải là đang ngầm ám chỉ có một người muốn giết Lưu Thiện đó sao? Rồi rốt cuộc ai muốn giết Lưu Thiện đây? Rất rõ ràng, người Lưu Bị ám chỉ chính là Giả Cát Lượng. Ngày lúc trước đó, Lưu Bị vừa mới dặn dò để Giả Cát Lượng thay thế Lưu Thiện, lúc này lại yêu cầu Triệu Vân phải bảo vệ Lưu Thiện. Sự an nguy của Lưu Thiện phải gắn chặt với Triệu Vân. Nếu sâu chuỗi, liên kết hai việc này lại với nhau, chẳng phải đang nhắm đến Giả Cát Lượng đó sao? Lưu Bị nói bóng gió một cách vô cùng uyển chuyển với Giả Cát Lượng. Triệu Vân chính là sức mạnh hiệu quả để kìm hãm nhà ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Giả Cát Lượng cũng hiểu được ý đồ của Lưu Bị, chỉ đứng ở bên cạnh nghe chứ không hề lên tiếng. Lưu Bị là đế vương, hiển nhiên phải hiểu nghệ thuật điều khiển người khác. Phía sau câu chuyện phó thác con côi tưởng chừng như bình thường này, thật ra lại ẩn chứa rất nhiều mưu tính khó lường. Mỗi một người ngồi được lên ngai vàng vị hoàng đế đều không đơn giản, phía sau dáng vẻ nhân hậu của Lưu Bị thực chất ẩn chứa sự tàn nhẫn đến không ngờ. Suy cho cùng, đây cũng là bản tính cốt lõi nhất mà một người làm đế vương cần phải có. Quý vị thân mến, nhiều người vẫn luôn thắc mắc rằng Triệu Vân đi theo Lưu Bị vào sinh ra tử, chiến công của ông ấy chẳng lẽ còn không theo kịp Mã Siêu hay Hoàng Trung sao? Lưu Bị dựa vào cái gì không phong cho Triệu Vân chức đại tướng quân? Và điều này có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Lưu Bị, hiểu lầm quy chế binh quyền của nhà Thục Hán. Trước tiên nói về quy chế binh quyền. Chức quan cao không tương đương với quyền lợi. Quy chế binh quyền của nhà Thục Hán có điểm kỳ lạ, chức vị cao không nhất thiết sẽ đi đôi với quyền lợi. Trận chiến Hán Trung, Trinh Tây tướng quân Hoàng Trung cần sực tướng quân tặng binh lực, Trình Bắc tướng quân nằm dưới sự kiểm soát của phó tướng Lưu Phong. Mặc dù tới giai đoạn sau của nhà Thục Hán, vệ tướng quân Khương Duy dẫn đầu xa kỵ của tướng quân Hạ Hầu Bá thực hiện Bắc phạt. Những điều này có ý nghĩa gì?
chưa quan gì cũng chỉ là để nhìn mà thôi, nhất định đừng quá quan tâm. Gia Cát Lượng chinh phạt bất lợi, tự hạ mình xuống 3 cấp, nhưng quyền hành vẫn như cũ là số 1. Vậy quyền lợi của Triệu Vân có cao không? Nếu như đại tướng là binh quyền cao, vậy trước khi Lư bị chết, binh quyền của Triệu Vân là cực kỳ lớn. Người đời lúc ấy nói, Triệu Vân là quân sư chỉ huy một trong 3 đại quân khu lớn nhất nhà Thục Hán, tức Đô Đốc Giang Châu. Trong Tam Quốc Chí, mới đầu Triệu Vân đi theo Lưu Bị, đến khoảng năm 208 làm nha môn tướng quân, khoảng năm 215 làm dực tướng quân. Sau khi Lưu Bị chết, Triệu Vân mới trở thành trung hộ quân, hiệu Nam tướng quân. Nhưng trong Vân Biệt Truyện có bổ sung lý lịch của Triệu Vân, khoảng năm 210 trở thành thiên tướng quân, thái thú Quế Dương. Sau năm 211 đảm nhận chức tư mã quản lý việc trong cung. Khoảng năm 221 Triệu Vân trở thành đô đốc Giang Châu. Đặc biệt phải nói một chút vị thiên tướng quân này. Lúc ấy sau khi Lưu Bị bình định được 1/3 Kinh Châu rồi, Quan Vũ diệt trừ Khấu tướng quân chấn giữ Tương Dương, Trương Phi chinh phạt Lỗ tướng quân chấn giữ Nghi Đô, Triệu Vân giữ chức thiên tướng quân chấn giữ Quế Dương, còn có thể coi như tướng quân thứ 3. Nếu bạn vẫn cảm thấy chưa hài lòng, tôi nhắc nhở bạn một câu. Thiên tướng quân lúc ấy của Đông Ngô là Chu Du, Lã Mông sau khi đoạt được Kinh Châu cũng được phong là thiên tướng quân. Làm thế nào có thể nói Lưu Bị không phong tướng cho Triệu Vân chứ? Tam Quốc Chí giản lược, nhưng trong Vân Biệt Truyện có bổ sung thêm, rất nhiều người xem nhẹ chức vị quan trọng của Triệu Vân, đô đốc Giang Châu. Lúc ấy, Thục Hán có 3 đại quân khu chia làm Hán Trung, Nam Trung và Giang Châu đều được cai quản bởi các đô đốc. Lưu Bị chết ở Vĩnh Yên, sau thêm một quân khu Vĩnh Yên, tức đô đốc Vĩnh Yên. Khoảng đầu năm 221, đô đốc Hán Trung là Ngụy Duyên, đô đốc Nam Trung, tức đô đốc Lai Giáng là Đặng Phương, người bạn này không rõ tung tích nên người xưa không kể lại. Còn lại đô đốc Giang Châu là Phí Quản. Triệu Vân thuyết phục Lưu Bị không cần xuất chinh đánh phía Đông do không đem lại kết quả. Lưu Bị liền sắp xếp thay thế Phí Quản, nhận mệnh trở thành đô đốc Giang Châu. Do đó sau khi Thục Hán mất đi Kinh Châu, đô đốc của 3 đại quân khu năm 221 là đô đốc Hán Trung Ngụy Duyên, đô đốc Giang Châu Triệu Vân, đô đốc Lai Giáng Đặng Phương. Cho nên danh hiệu Dực tướng quân cũng không thể chứng minh địa vị của Triệu Vân trước mặt Lưu Bị là thấp. Chỉ sau khi hiểu được chế độ đô đốc của nhà Thục Hán thì mới có thể biết được chính xác địa vị quân sự của Triệu Vân. Trước khi Lưu Bị chết, Triệu Vân là một trong 3 đại đô đốc, thân phận đô đốc Giang Châu mà nói, mặc dù không cao hơn Quan Vũ, Trương Phi nhưng cũng là vị trí rất cao. Năm 223, Lưu Bị bệnh chết tại Vĩnh Yên. Ngoài 3 đại quân khu, Vĩnh Yên cũng trở thành đại quân khu thứ 4. Lý Nghiêm dẫn đầu nhận chức vị đô đốc, mà Triệu Vân trở thành trung hộ quân, lại là một quân chức quan trọng. Trung hộ quân tay nắm cấm quân, thống lĩnh trừ tướng, chịu trách nhiệm tuyển cử võ quan. Nắm giữ binh quyền có ý nghĩa to lớn thế nào, người có chút hiểu biết đều có thể hiểu được. Dương Hồ nói Triệu Vân toàn bộ thời gian đều dùng để tuyển quân, còn có quyền quyết định nhân sự cơ mà. Triệu Vân một thời gian dài đi theo Quan Trương, sau đó chức quan bị Mã Siêu, chư hầu trước khi bị Lưu Vong và Hoàng Trung chiến công hiển hách trận Hán Trung vượt qua, nhưng thực quyền và địa vị vẫn luôn luôn rất cao. Nói đến đây, có độc giả lại đặt nghi vấn, Lưu Bị mặc dù đồng ý cho Triệu Vân thực quyền cao như thế, vậy vì sao không ban cho ngài ấy chức quan lớn? E là làm bạn đối với Lưu Bị có điều hiểu lầm. Lưu Bị dùng đức đối đãi với Triệu Vân. Thục Hán chỉ có 4 tướng quân trấn ở 4 phương, lần lượt được trao cho Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. 2 người trước không còn gì để nói, nhất định phải trao. Khi Mã Siêu đầu quân Lưu Bị, địa vị vốn ngang hàng, nếu không bàn cho chức tướng quân thì không còn mặt mũi nữa. Chỉ có cuối cùng Hoàng Trung chính là thiên kim mãi cốt, ban thưởng về công trạng, thể hiện Lưu Bị nhất mực coi trọng và khát khao nhân tài, là người cho các tiểu đệ noi theo. Ngàn vàng mua bộ xương khô, thành ngữ này ý chỉ khao khát có được người tài. Hơn nữa, Hoàng Trung, Ngụy Ý Diên đại diện cho lợi ích của binh tướng Kinh Nam cũng không thể không tỏ lòng biết ơn. Định Quân Sơn thực ra Lưu Bị là tự mình chỉ huy, Hoàng Trung chỉ là tướng quân tiên phong. Theo lý mà nói, công lao lớn nhất đương nhiên chính là Lưu Bị. Quan trọng là Lưu Bị không thể ban thưởng cho chính mình được, chỉ có thể trao cho Hoàng Trung. Dù sao Hạ Hậu Uyên cũng do chính tay Hoàng Trung giết chết. Ở trên có nói, chức quan gì gì đó đều là hư danh, chức quan cao nhất chính là Mã Siêu, nhưng thực tế chính là người qua đường. Đừng nói tới Quan Trương, địa vị còn không thể so được với Triệu Vân, Ngụy Diên. Cho nên, vì sao không phong cho Triệu Vân chức đại tướng, nguyên nhân chỉ có 3 chữ, không cần phong. Dưới trướng Hán Quang Võ Đế có một danh tướng tên là Cổ Phục, Quang Võ rất tin tưởng người này, giữ ở bên cạnh làm trưởng cận vệ.
Khi chư tướng luận bàn công lao, Cổ Phục không có gì để khoe khoang. Quang Võ liền nói, công của Cổ Phục tự ta biết rõ. Biểu hiện rõ ràng của Lưu Bị so với Quang Võ, phần phó tướng lĩnh cũng là như thế. Lưu Bị dùng người được chia thành 3 loại, danh tiếng, tài năng, phẩm đức. Nếu như nói Lưu Bị dùng Mã Siêu là dùng danh, dùng Hoàng Trung là dùng tài, vậy thì Triệu Vân chính là dùng đức. Theo Vân Biệt Truyện ghi lại, Triệu Vân mới gặp Lưu Bị liền tự mình lập lời thề, không phản bội lại phẩm đức của mình. Đây là lời thề mà Triệu Vân dùng cả đời để theo đuổi, ông thật sự làm được như vậy. Sau khi Triệu Vân cùng Lưu Bị hối hả ngược xuôi, Trưởng Bản bị thua lớn, có người nói Triệu Vân đã chạy về phía Bắc. Lưu Bị cầm lấy thù kích liền nói, Tử Long làm thế nào bỏ ta mà đi. Sau đó Triệu Vân mang theo Cam Phu Nhân và A Đầu trở lại. Có lần Lưu Bị kiêng rẻ Tôn Phu Nhân, Triệu Vân liền thay Lưu Bị canh giữ Gia Trạch. Trần Thọ nói Hoàng Trung và Triệu Vân có thể sánh với Quán Đằng. Quán là Quán Anh, Đằng là họ của Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh chính là kéo xe của Lưu Bang, là phụ trách cai quản Sa Binh. Còn cứu Lỗ Nguyên công chúa và Lưu Doanh có thể so sánh công lao cứu chủ với Triệu Vân. Nếu phải so sánh với hậu thế thì Triệu Vân đối với Lưu Bị giống như Uất Chỉ Cung đối với Lý Thế Dân là một cận vệ hoàn mỹ. Luận về cách đánh trận, Triệu Vân không có uy chấn Trung Hoa như Quan Vũ, chỉ huy phá ải Ngõa Khẩu như Trương Phi cũng bởi vì Triệu Vân không phải là một tướng quân thiên tài, không giống như Mã Siêu nhiều đời làm quan, cho nên không được phong làm đại tướng thì tình lý đã có ở bên trong. Nhưng xét về khả năng hoàn thành mệnh lệnh của Triệu Vân thì chính là đáng tin, cẩn thận, thận trọng và trung thành. Về mức độ tin cậy, về sự tin tưởng và quyền lực thực tế, Triệu Vân luôn là một trong 3-4 vị tướng hàng đầu dưới trướng Lưu Bị. Quý vị thân mến, chung quy lại, cho dù là chiến công hay chức quan, tất cả chỉ là vinh quang nhất thời, mà công tội thiên thu hậu nhân coi trọng nhất vẫn là phẩm hạnh. Cuối cùng Triệu Vân tỏ vẻ, làm hay không làm tướng quân không quan trọng, quan trọng là nghìn năm sau có người còn giúp đòi lại công bằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.